Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Ở ngoài trời cho nên em phải nói to hơn một chút để các bác có thể nghe đấy lời. Hôm nay giới thiệu các bác đó là một chiếc tủ đến từ Pháp về Việt Nam, và em muốn quay ở ngoài trời, lý do để cho ánh sáng tự nhiên. Mặc dù hôm nay bầu trời thì chỉ có là mây thôi, không có nắng các bác ạ. Vâng, đây là khu vực nhà em, bầu trời chỉ có mây thôi, không có nắng đâu. Nhưng mà cũng quay để các bác nhìn thấy cái tủ, vâng, nó hình ngoài trời như thế nào đấy. Vì trong nhà ánh sáng là thế, không được đẹp, thứ hai nó không có không gian để quay. Vì khá cái này nó cần góc rộng để quay được chiếc đồng hồ này, chiếc tủ này. Và các bác thân mến, đây là một chiếc tủ đục chạm trổ bằng tay. Đấy, chúng ta sẽ nhìn từ phần trên đến phần dưới. Đây ạ, tất cả những hoa này đều đục chạm trổ bằng tay hết các bác ạ. Này, chúng ta nhìn này. Vâng, các bác ạ, rất đẹp các bác ạ. Nó sâu tuổi rồi. Đấy, về không phải lau chùi dọn dẹp. Chúng ta nhìn những đường hoa văn này. Đấy, đục rất sâu các bác nha. Không hề đục nông nữa nha. Đây, nếu như em cho vào đây thì nó có chỗ sâu nhất là khoảng được 2 đốt tay. Hai đốt tay đục sâu hơn 2 phân, khoảng 2 phân rưỡi. Còn nếu như mà con chim này ra đây là khoảng được 3 phân, được 3 phân đất để đục các bác nhá. Đây là dáng như kiểu con chim ưng đấy, hoặc có đại ba có thể đục người ta viễn cảnh theo nối cổ và hoa văn các bác này. Đấy, hoàn toàn đến từ Pháp các bác nhá. Đấy, phía trên cùng có cả máy vanh đó. Chúng ta sẽ nhìn bên hông đấy cho em. Đấy, tủ nó rất sâu tuổi rồi, rất sâu tuổi các bác ạ. Như cái tủ này với dòng này nó đến cả 100 năm tuổi. Vâng, và mặc dù nó sâu tuổi nhưng mà bê rất nặng, như nhà em nó 4 thanh niên ở 4 góc ấy. Nếu mà bê này là rất là nặng đấy. Và chúng ta sẽ sang bên tay trái và về phần giữa của chiếc tủ các bác ạ. Đây, phần bên tay trái nó đây, tất cả đều liền lạc các bác nhá. Đấy, đều là gỗ thịt nhá. Đó, đều là gỗ thịt, rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đó, em sẽ cho các bác đằng sau nữa, vẫn quay ngoài trời để nhìn thấy thực tế cái màu của tủ. Đấy, màu đằng sau thì nó có cái màu thời gian này các bác nhá, sâu tuổi rồi nhá. Đấy, đó, rất sâu tuổi các bác ạ. Đó, rồi chúng ta sẽ nhìn về phần là cánh gà bên tay trái, đó là hai bó hoa chụp rất đẹp các bác nhé, đục thủ công tay này. Chúng ta em sẽ để cho các bác để nhìn nghiêng này, đây là phần nghiêng của nó nhá, rất sâu tuổi, đấy, rất sâu, đục hoa rất đẹp luôn, hoa lá này, đấy, hoa cái này là niền nhá, đó này, nhìn này, rất đẹp, hai cột phẳng hai bên, đấy, bên trái như vậy. Và tiếp đến đó là phần chính diện của chiếc tủ này, đó là phần đẹp nhất, đó là hình trái tim. Đấy, em cũng chưa biết cái tích này. Nhưng mà hình trái tim đục ở giữa này, hoa văn đục này, cái này là đục nổi trên cốt gỗ nhá, chứ không phải là gà rán nhá. Đây là một miếng gỗ người ta đục các bác nhá, và là người ta làm từ cái cánh luôn. Bên dưới này em nhớ như đó là một bao muối hoặc bao gạo. Đấy, có bếp lò ở đây, tích có lẽ là đó là trái tim yêu thương rồi. Vâng, đấy, có trái tim để biết phân phát, để biết chia sẻ thôi. Đấy, rất đẹp, các bạn có thể nhìn kỹ lại cho em hoa văn họa tiết. Đấy, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy là bên dưới này có 3 ngăn khác nhau, và hình giữa đó là vẫn tiếp tục là con chim. Đấy, hai bên đó là hoa hồng. Đấy, bên cánh của nó giải đó hoa nơ neo. Phía bên trên này, bây giờ những cái này thì nó không dùng tay nắm đồng để kéo ra mà dùng tay. Mời các bác cùng kiểm tra phần ôm dưới cùng của em trước. Đấy, rồi kéo ra, em kéo ra nữa đi. Rồi, ok. Các bác nhìn này, cái này chúng ta vẫn để đồ nhá. Nhiều các bác để tài liệu, giấy tờ, sổ sách, vâng, hoặc là đồ khác của mình, rất là đẹp. Đây là kéo được và dùng thủ công tay nhá. Rồi, tiếp đến ôm thứ hai, vẫn kéo được bình thường. Đấy, ra tí nữa đi, em cho ra tí nữa, ra 10 phần nữa. Rồi, đó. Cũng để kéo ra, kéo ô thứ ba. Đấy, nhìn qua chúng ta được một bức vách, nhưng thực ra đây là một chiếc tủ. Đấy, ok, rất đẹp quang nha. Đấy, chúng ta nhìn này. Với cái phần cánh này thì là phần cốt gỗ này thì là bằng đóng bình thường, còn bên ngoài người ta đục bằng miếng gỗ quang nha, rồi người ta ghim vào. Đây này, đấy, mặt trước là đục gỗ, một miếng được ghim vào. Đấy, rất sâu tuổi, hai cột hai bên của nó này, rất sâu tuổi luôn. Đó, rất đẹp các bác ạ. Và chúng ta sẽ mở đến phần cánh chính diện. Đây là có cả chìa khóa các bác nhá. Và cái này thì em nhìn thấy bên trong này nó có các kệ tầng. Đấy, các bác nhá. Đây này, nó có chia thớt ra này, một thớt này, hai thớt này. Thì cái này có thể chúng ta sẽ làm cái giá ngang, chúng ta có thể để tài liệu, sách vở, hoặc như em đang suy nghĩ đó là có thể là tây người ta để rượu vang, những loại rượu quý hoặc là những tài liệu quý người ta trong đây, người ta khóa vào.
Đấy, những bác nào có thể để theo nhu cầu của mình. Những cái giá ngang này không có nhá, về Việt Nam không còn rồi. Còn đây khi di chuyển thì nó nặng hoặc người ta sẽ bỏ đi. Đấy thì cái này các bác có thể đóng một cái giá ngang như bình thường, nhưng nó để hai phào đây rồi. Chúng ta để ngang sang hoặc chúng ta thì thiết kế lại bên trong này theo ý của mình để nó phù hợp nhất các bác nhá. Đấy. À xin lỗi, đây rồi, đây là cái tấm của nó đây rồi. Không cần đến đây. Đây các bác nhá, xin lỗi các bác nhá. Đây. Đây này, hai tấm của nó này. Đúng không? Hai tấm luôn đúng không? Một tấm. Hai tấm các bác nhá. Và như vậy là hai tấm đủ nhá. Còn tấm bên mặt này thì không cần nhá. Đấy, vậy là hai tấm gỗ của nó đang ở trong này nhá. Đấy, chúng ta sẽ để lên được tầng nhá. Đấy. Đấy, hàng mới về thì anh em lau qua đấy cũng chưa nhất ra được. Tưởng là cái miếng này là miếng phào đỡ, hóa ra là cái miếng này miếng tầng thớt trên. Các bác nhá. Đấy, chúng ta để tầng thớt trên nhá. Rất đẹp các bác nhá. Đây, và đây là số điện thoại của em các bác ơi. 0928 538 538, các bác nhé. Ngân hàng Quân đội 1B, chủ tài khoản Đỗ Văn Giang. Địa chỉ nhà số 02 dãy TT4, khu đô thị An Phú, Đồng Hà Nội. Đây, các bác có thể nhìn đến cho em. Khi đến cổng chào khu đô thị Phú Lương, đấy, các bác nhìn thấy cái cổng chào tròn to này, Phú Lương này. Đấy, thì các bác bên tay phải sẽ nhìn thấy siêu thị Vinmark. Là vào cái là nhà em luôn. Đấy. Đấy, khi các bác đi từ ngoài đường vào đến chỗ siêu thị Vinmark thì từ đây vào cái là nhìn thấy nhà em cũng tây luôn này. Đấy, nó nhìn thấy nhà em luôn. Đó. Và chỗ nhà em thì bãi xe đậu thoải mái các bác nhá. Đây là bãi xe ngã ba của khu đô thị này nhá. Các bác để thoải mái xe. Đây xe nhà em cũng để ở ngoài đường này. Đấy, các bác để chung quanh rất thoải mái. Các bác nào đi đây mệt mỏi có thể đến nhà nghỉ ngủ để lấy sức nhá. Đối diện bên cái đường. Và có vé đó là được khuyến mại 100.000 khi nói là người quen của ông Tây đánh chuông. Đấy, còn nếu các bác đến mua đồng hồ, đồ cổ nhà em thì được rửa xe miễn phí bên cạnh luôn. Đằng bên tay trái có quả bán thịt chó các bác nhá. Bắt đầu cần có thể mời các bác luôn. Rất đẹp các bạn ạ. Cái chìa khóa cổ này. Các bạn nhìn giùm em này. Đây nhá. Đây cái khóa cổ nó này. Ba khóa nhá. Các bạn nhìn cho em. Khóa cổ nguyên nhá. Đó. Rất đẹp các bạn ạ. Chiếc tủ nói nè. Khá hiếm gặp tại Việt Nam. Và chiếc này em cũng chưa gặp bao giờ. Nếu các bác nào mà có những không gian mà cần đồ cổ để những chiếc tủ này thì thực sự nó là hàng limited rồi. Rất ít gặp. Được không? Đục chạm trổ và rất nặng. Như cái này là chiều cao của nó là 1m92 các bác nhá. 1m92 chiều cao. Chiều rộng là 52,8cm. 52,8. Có lẽ là hơn, em lấy thước đo lại thì anh nghĩ là hơn. Vì đo từ vết mép hậu ra đây. Đang đo chân. Không, chưa đo sơ hại kìa. Điểm to nhất của nó lên hoa này. Đây là 53,5 các bác nhá. Gần 54 rồi. Gần 54cm rồi. Nên tính hết cả cái hoa này. Đấy, còn chiều ngang là 1m22. Đấy. Em mà đứng xa thì các bác nhìn lại cái mặt diện nó một lần nữa. Thật sự rất đẹp các bác ạ. Những bác nào mà đang chơi những đồ cổ thì để nhìn chiếc tủ này thì em nghĩ là mê thôi. Vì phía trên này 1m92 các bác có thể để được những cái đồ bộ ba gì đó đẹp. Ví dụ bộ ông Tam Đa hoặc là những cái bộ gì đó. Còn nếu như các bác đang chơi với những cái dòng gỗ mà truyền thống chắc gụ hàng kỹ rồi thì chiếc này cũng sẽ vào mắt các bác thôi. Bởi vì với cái nối đục cổ như thế này thì nó cũng rất là đẹp. Là chúng ta bên trong có thể để những cái đĩa, những cái gì đó mà cổ các bác để. Hoặc là những bác nào có thể thích vang thì để vang trong đó các bác nhé. Để nằm vang ngang ra. Đấy, nó có giá rồi. Và chiếc này rất nặng. B4 thanh niên B rất nặng các bác nhé. Và Tết này bác nào yêu mến chiếc tủ này thì xin liên hệ giúp em theo số điện thoại nhé. 0928 538 538. Đấy. Đỗ Văn Giang. Vâng, Đỗ Văn Giang. Ông Tây Đinh Chuông các bác nhé. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác cũng nhớ cho em xin một lượt like và cũng đăng ký kênh để khi có các clip tiếp theo ra thì các bác sẽ là những người được thông báo các bác nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chào. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.